Xin chào ngày mới, các bạn thân mến. Sang đến ngày hôm nay thì nắng nóng đã chấm dứt ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nắng nóng chỉ còn diễn ra ở một vài điểm thuộc khu vực đồng bằng như là thủ đô Hà Nội, thành phố Hòa Bình, Ninh Bình hay là Phủ Lý. Và theo dự báo là đến chiều tối nay thì những điểm này cũng sẽ xuất hiện mưa rông. Và như vậy thì mưa xuống chắc chắn sẽ giải tỏa đi bầu không khí oi bức. Tuy nhiên là mưa xuống sau một ngày nắng nóng như vậy thì rất dễ sản sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, sấm sét, gió rất mạnh và thậm chí là cả mưa đá. Mọi người hãy hết sức lưu ý tới các hiện tượng thời tiết cực đoan này nhé.